Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự mới nhất của chúng tôi trên kênh FPTV. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại tá Đinh Văn Nơi là một người ngay thẳng trong công việc, thật thà trong lời nói và cũng là người lên tiếng ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ lùm xùm đấu tố việc ăn chặn từ thiện của các ca nghệ sĩ ở miền Trung năm 2020 vừa qua, và cũng là người lên án, tố cáo những ông quan tướng đứng đầu ăn hối lộ trong vụ drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Sau khi vỏn vẹn chỉ trong 2 ngày, khi nhắc đến ông Phan Văn Mãi, ngay lập tức chính quyền công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Và trước sự việc này, nhiều ông tướng tá không dám lên tiếng, nhưng Đại tá Đinh Văn Nơi đã vạch trần bộ mặt thật của ông Phan Văn Mãi, và rất nhiều những ông tướng đứng đằng sau chống lưng cho ông Phan Văn Mãi, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, người dân có quyền là thắc mắc phản ánh về cán bộ chậm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hơn nữa, công văn của Trung ương gửi tới đích danh ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, nên bà Nguyễn Phương Hằng không hề có lỗi khi nhắc đến tên vị lãnh đạo này. Nếu điều tra xác minh mà sự phản ánh của bà Nguyễn Phương Hằng đúng với sự thật, thì coi như ông lãnh đạo Phan Văn Mãi đã thiếu trách nhiệm trong công tác gây bức xúc, gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Ông lãnh đạo phải bị xử lý kỷ luật và phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Phương Hằng. Mỗi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không ai có quyền ngồi xổm lên trên pháp luật và cũng không có vùng cấm, cho dù bất kể người đó là ai. Ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận lệnh chỉ đạo của ông Chủ tịch Phan Văn Mãi, không chỉ bắt bà Nguyễn Phương Hằng mà còn muốn nuốt luôn cả số kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng đeo trong người. Người dân không chấp nhận một vị lãnh đạo tham nhũng tham ô. Và hiện tại số kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa rõ là bao nhiêu, khi ông Lê Hồng Nam và ông Phan Văn Mãi đã lợi dụng chức quyền của nhà nước nhằm chiếm đoạt số kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng để đem về chia đôi. Đây là sự việc có thật 100%, vì có thật thì chúng tôi mới dám đưa tin, còn nếu không thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc chúng tôi đã đưa thông tin này. Ông Lê Hồng Nam và ông Chủ tịch Phan Văn Mãi, một lần nữa chúng tôi khẳng định là đã lợi dụng chức quyền của nhà nước thu hồi kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng. Và cho đến giờ phút này, số kim cương đó không biết ai đang nắm giữ, và hai ông này đã ăn cướp giữa ban ngày. Vâng, kính thưa quý vị, vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Đồng thời khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận. Và mới đây, một cử nhân luật cán bộ hưu trí sống tại Hải Phòng đã lên tiếng liên quan đến câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đôi lúc thì vị cán bộ này cũng không đồng tình với những lời lẽ có vẻ là hơi nặng nề của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng xét về những tổng thể thì bác rất là tán đồng và ngưỡng mộ cô Nguyễn Phương Hằng. Và một bài viết của một vị cán bộ hưu trí này như sau: khi không coi trọng lòng nhân ái. Vấn đề cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam 3 tháng, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng. Tôi không bình luận ai chỉ đạo việc xử lý này, ai thực thi pháp luật tôi cũng không bàn. Tất cả mọi người, kể cả cán bộ công tác trong ngành tư pháp, phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhà nước, nhân dân về việc làm của mình. Điều cần nói là Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ có tấm lòng nhân ái, thương người đã dang rộng vòng tay giúp đỡ hàng ngàn người dân và hàng ngàn cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, vần áo uống thủy và có những phần đời bất hạnh. Mấy ai có tấm lòng quý báu đó. Nhân ái là tình yêu thương con người, lòng nhân ái là cách con người trao nhau yêu thương cho nhau. Và kính thưa quý vị thân mến, Trung ương tiếp tục lên tiếng vụ CEO Nguyễn Phương Hằng, chính quyền hai tỉnh thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phải chịu trách nhiệm, chính thức điều tra ai là kẻ để vụ việc cô CEO Nguyễn Phương Hằng đi quá xa. Ông Mãi và ông Võ Văn Minh chính thức bị Trung ương réo tên lần này thì có chạy đằng trời. Thưa quý vị, vậy là cho đến thời điểm hiện tại, cô Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 1 tháng và cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án. Và trước mắt đã có rất nhiều diễn biến hành động rất là rõ rệt. Vậy sau ngày bị bắt, chúng ta đã nhìn thấy gì qua drama này? Đầu tiên là việc điều tra về phía cô Nguyễn Phương Hằng, và đồng thời lần lượt những phe phản diện cũng đều đã được mời lên đồn để làm việc. Thế nhưng xét trên việc làm này, nhiều người cho rằng giá như nó được hoạt động sớm hơn, quyết liệt hơn thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Và nếu như được giải quyết triệt để từ những manh nha ban đầu, thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ không có những phát ngôn đi quá giới hạn để giờ đây phải vào tạm giam. Và một bộ phận anti của bà Phương Hằng sẽ không cảm thấy khó chịu trước những phát ngôn có phần hơi thô thiển của bà ấy, thô nhưng rất là thật. Còn những người yêu mến cô Phương Hằng sẽ không cảm thấy quá bất mãn và thương xót cho nữ CEO. Vậy nếu quy cách trách nhiệm của những tác hại tiêu cực này, ai và cơ quan tổ chức nào phải chịu trách nhiệm. Bởi vì như chúng ta cũng đã thấy, qua drama này diễn ra hơn một năm qua, hai bên đều lên mạng xã hội Facebook, YouTube và có những lời lẽ hành vi mà chúng tôi tin chắc rằng là cơ quan nhà nước sẽ nắm rất là rõ. Tuy nhiên lại không xử lý mà để đến tận bây giờ. Và theo ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội chia sẻ khoảng trống trong quản lý của nhà nước. Nếu thấy công dân có vấn đề thì các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm là uốn nắn và chúng ta mới sinh ra luật, phổ biến pháp luật mà trong một thời gian dài. Phe phản diện cũng không kém. Họ cũng lên mạng xã hội, lên Facebook, lên YouTube cũng tự tôn tự tác đó thôi. Tự lên mạng nói gì cũng được và đem hô rác ảo tưởng để ném ra đường giống như kiểu xả rác thông tin ra đường. Như thế thì chúng ta thấy rằng là chính quyền cũng là người có lỗi, chính quyền cũng cần phải chịu trách nhiệm. Đầu tiên, cơ quan công an duy trì an ninh mạng không thể để cho những như thế được, để một thời gian dài. Đây là lỗ hổng về mặt quản lý cần phải lặp lại. Thưa quý vị, lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Vì nhận xét của ông rất là công tâm, không bênh vực ai cả mà trình bày trực thẳng của cả hai cơ quan chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã ở đâu trong suốt một năm qua, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng lên mạng livestream gào thét mãi cho đến khi cao trào mới là có sự vào cuộc. Tại sao không giải quyết dứt điểm từ mâm móng đầu tiên, khi cô ấy là có phải là vừa sẽ giải quyết mà lại hạn chế được những hậu quả tác động đến xã hội hay không? Và không những cô Phương Hằng mà phe phản diện cũng có rất nhiều người lên mạng xã hội là chửi ra rã bà Phương Hằng, hàng ngày hàng giờ làm YouTube, làm Facebook chửi lại bà Phương Hằng. Thậm chí là còn có những người nêu ra hết luận điểm này đến luận điểm khác để phân tích, và toàn là những luận điệu vẽ vời. Vậy thì xin hỏi, đó có phải là rác cho xã hội hay không? Về cũng bàn luận về vấn đề này thì bác Đặng Quang Quỳnh đã gọi thẳng hai đơn vị là chính quyền tỉnh Bình Dương và chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh khi quy kết trách nhiệm về hậu quả của drama này. Chúng tôi xin phép chia sẻ lại để cho quý vị và quý khán thính giả có thể tìm theo dõi bài học từ drama của cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Vấn đề thượng tôn pháp luật trong bài viết này, cụ Đặng Quang Quỳnh đã đề cập một khía cạnh trong toàn bộ drama của cô siêu Nguyễn Phương Hằng, đó là vấn đề thượng tôn pháp luật. Cụ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của luật sư đại biểu Trần Trọng Nghĩa khi quy kết trách nhiệm về hậu quả của drama có phần trách nhiệm của chính quyền tỉnh Bình Dương. Và theo cụ bổ sung thêm thì không chỉ Bình Dương mà còn có cả chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Cụ cũng đã nhất trí với lại phát biểu trên diễn đàn 216 của nhà báo Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng. Nếu các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết sớm hơn vụ việc tố cáo của cô siêu Nguyễn Phương Hằng thì đã không gây ra những hệ lụy khôn lường như ngày hôm nay. Và những người có ăn có học thông hiểu và nắm vững pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phải có nhận thức đúng đắn. Như vậy rất tiếc cho công dân và các cơ quan chức năng trong thực tế là giữa nói và làm trong thực thi pháp luật vẫn còn một khoảng cách. Nếu làm đúng thủ tục giải quyết tố cáo điều 38 đến điều 45 từ cấp cơ sở đến cấp trên, cũng như là văn bản của nhà nước thì đã khác. Luật khiếu nại, tố cáo và nghị định của chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫn thi hành có cả đấy. Nhưng công dân cơ quan chức năng có thuộc hay không, có làm đúng hay không? Tại sao lại để tình trạng công dân như là Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh, Võ Hoàng Yên và các luật sư, nhà báo, các nghệ sĩ tố cáo qua lại gần cả một năm trời mà không được giải quyết và rốt ráo dứt điểm? Tại sao chỉ khởi tố vụ án, khởi tố bị can ở một phía? Vì sao những người tố cáo có biểu hiện đánh hội đồng vào doanh nghiệp, các quỹ từ thiện của Đại Nam là một việc làm có ích nước lợi dân, thế nhưng không bị xử lý do đâu và những cá nhân báo chí truyền thông xuyên tạc, đường lối chủ trương chính sách trái ngược quan điểm của đảng vẫn nằm trong vùng cấm, không bị các cơ quan chức năng đảng và chính quyền giải quyết? Có rất nhiều câu hỏi vì sao và tại sao của người dân, và dưới đâu vẫn treo lơ lửng không làm cho cán bộ, đảng viên, công dân thông suốt. Và khi cụ tiếp xúc với các lãnh đạo thành cách mạng được kết nạp từ đảng ta mang tên Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam, các cựu sĩ quan cấp tướng và tá, các nhân sĩ và trí thức là giáo sư, tiến sĩ khoa học và các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, thì thấy là đa số đều bảo thật là khó hiểu và khó chấp nhận. Một đất nước không chỉ cường thịnh, một xã hội văn minh, dân chủ, công bằng, khi mỗi người, mỗi tổ chức đều phải có ý thức là thượng tôn pháp luật. Thật buồn và xót xa khi thấy ở một diễn đàn nghị trường Quốc hội có ý kiến là phản ánh đại loại, luật là để cho dân chứ không phải là cho quan, hay có cả một rừng luật nhưng lại xử theo luật rừng, bất bình đẳng trong thực thi pháp luật. Như thế thật sự nguy tài và hệ lụy khôn lường. Lời phân tích của bác Đặng Quang Quỳnh đã nhận được rất nhiều sự đồng tình từ những người theo dõi drama. Những người hiểu biết và có tầm lên bài thật hay và thuyết phục từ đầu. Nếu xử lý Võ Hoàng Yên rốt ráo thì có lẽ sự việc đã đưa ra ánh sáng, đã có kết quả và không dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Từ đầu cô Phương Hằng chỉ tố cáo ông Võ Hoàng Yên mà thôi, và những người khác thì con không biết. Còn nói Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu lừa đảo là hoàn toàn không phục. Cảm ơn bài viết của cụ thật sự qua bài phát ngôn của chị đẹp đã có trần trụi để nách lòng. Và chính những người cầm cân nảy mực trong bộ máy chính quyền nhà nước cứ ói e vì sao không giải quyết để cho lũ khốn nạn nó lộng hành, ngồi trên pháp luật, thách thức nhân dân trơ trẽn đốn mặt. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng cụ ạ. Quan to, quan liêu, thờ ơ vô cảm vô tình, để mặc cho những cái xấu xa đủ mọi thành phần, là cấu kết vu khống bày đàn xuyên tạc, bịa đặt vu khống đánh phá doanh nghiệp Đại Nam, đánh phá quỹ từ thiện hãm hại CEO Nguyễn Phương Hằng. Cô ấy đã gào thét, kêu cứu rung rã hơn cả năm trời để được bảo vệ, nhưng các cơ quan chức năng đều im lặng đến đáng sợ với những lá đơn mà cô gửi đi mà không hề được xem xét và xử lý. Và đến khi cô ấy liên tục gào thét kêu cứu, thì lại bị ghép vào tội 331 của ông Mãi thật là quá đáng. Quá uất ức cho cô ấy, cá nhân tôi đã cảm nhận được câu chuyện của cô CEO Nguyễn Phương Hằng, rồi sẽ chìm và các tất cả giấc mơ của cô Nguyễn Phương Hằng đã rõ mồn một, nhưng không một ai dám làm mở những giấc mơ đó. Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn 30 ngày rồi, rất là đau và xót xa và uất ức trong lòng nhiều trăn trở trong lòng người dân. Và thêm một câu hỏi nữa, tại sao những cá nhân, những người tử tế hết lòng cống hiến tiền của cá nhân giúp ích cho đời, giúp cho người nghèo thì bị tạm giam? Còn những cái tên là ăn trên xương máu đồng bào, chống phá doanh nghiệp, làm suy thoái đạo đức thì vẫn còn nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Tại sao? Đúng là phải đọc hết để biết được cái phạm trù được bảo vệ của người đi tố cáo, nhất là tố cáo những tên trùm của các loại trùm, nhất là mấy thành phần báo cực bẩn, như là cái cô Hoành Ni và ông Đức Hiển, còn vòi bạch tuộc muốn nước phải mệnh có nhiều tấm gương dũng cảm kiên cường bất khuất như cô Nguyễn Phương Hằng.